Hello, xin chào tất cả các bạn nha, lại đến với cái shop online của mình. Hôm nay bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới của bên mình. Đây là một chiếc lồng bẫy mèo. Nói chung là một chiếc lồng bẫy đa năng. Nó có thể bẫy được mèo hoang, mèo nhà, cho đến báo mèo, tất cả các loại luôn. Nói chung là bẫy được tất cả các loại các bạn à. Đây mình sẽ chỉnh cái camera nó xa xa một chút cho các bạn dễ nhìn nha. Đấy, như này. Mình sẽ chỉnh một chút cho các bạn dễ nhìn hơn cái cơ cấu hoạt động của cái lồng bẫy mèo này nó như thế nào. Gọi là lồng bẫy mèo thì nó là lồng bẫy mèo, mà mình nói cái lồng nó là cái lồng bẫy chồn thì nó là cái lồng bẫy chồn. Đây các bạn nhìn xem, cái lồng này cơ cấu cái thông số nó là chiều ngang và chiều dọc nó là 25 cm và chiều dài nó là 40 cm. Chiếc lồng này nó có thể đánh được con mèo khoảng 56 cân. Với cách hoạt động của cái mèo lồng như này nha, bước đầu tiên là chúng ta sẽ giở cái này lên. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là cái thanh khóa tự động nha. Đấy, giở này lên. Đấy. Và bẩy nó lên như này. Các bạn thấy không? Đặt cái này ở đây nha. Đấy, và đặt vào đây. Đi tắm đi, bố bán bây giờ. Đây các bạn đặt như này. Và cái này các bạn đặt lên đây. Đấy. Các bạn thấy không? Các bạn cài rất là đơn giản luôn. Đấy. Chỉnh cái này nó thẳng ra thế này. Rồi ok. Đây là đã xong rồi các bạn nhé. Đây, bây giờ là cái con mèo nó sẽ đi từ đây vào đây, sẽ đi từ đây vào đây. Vào đây là nó sẽ dẫm vào cái tấm tôn này. Đây, các bạn nha, dẫm vào này. Bập. Đấy là nó sẽ sập cái cánh cửa này xuống. Nó có một cái đặc biệt ở cái lồng này, nó như thế này là các bạn có thấy cái khóa tự động không? Khi mà cái lồng sập xuống, cái thanh sắt này sẽ tự động rơi xuống và các bạn sẽ không bao giờ bẻ ra được nữa. Nha, không bao giờ bẻ ra được. Và có một cái điều đặc biệt nữa là các bạn nhìn thấy cái lò xo mình làm ở trên đỉnh này không? Lò xo này bám trên cánh này. Thì không bao giờ sẽ xảy ra cái hiện tượng mà một số bạn là lo lò như cái loại khác là lò xo làm bên trong là sợ bị cắn đứt, là nó sẽ bị sóng mất. Và cái vấn đề thứ ba, cái ưu điểm thứ ba của cái lồng này thì các bạn cũng biết, đấy là mình hàn sắt bốn xung quanh luôn này. Hàn sắt hàn khung bốn xung quanh luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn, các bạn nhìn thấy không? Có sắt bên xung quanh luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy đấy. Và một chiếc lồng như này bên mình đang bán hiện tại là 230 nghìn một chiếc, đang bao cước vận chuyển đây các bạn nha. Đây Đức Anh đây bà ơi. Đức Anh chào bà, gọi chào chú Trương ơi, chú ơi. Đây các bạn nha, 230.000 một chiếc đã bao cước vận chuyển. Và với vẫn là như thế, vẫn cái mẫu đấy thì hiện tại bên mình có cho ra một cái mẫu lớn hơn. Đây là vuông 25 phân. Vuông 2, à cái này là vuông 30 phân. Thông số là 30 phân và ngang 50 phân. Nó có thể đánh được một con chó 7 cân nha các bạn nha. Cái loại này là 250.000 một chiếc đã bao cước vận chuyển. Hai loại này đều giống nhau hết. Các bạn mua hàng thì có thể liên hệ cho mình theo cái số điện thoại là 0328663116 và Zalo của mình cũng là 0328663116. 230.000 cái loại to này là 250.000 nha các bạn nha, đã bao cước vận chuyển. Còn cái này là 230.000 đã bao cước vận chuyển. Tất cả các loại này là 100% cho các bạn kiểm hàng, kiểm tra trước khi thanh toán. Tức là các bạn có thể nhận hàng và kiểm tra, các bạn chỉ cần để lại cho mình số điện thoại thì bên mình sẽ gọi điện lại tư vấn cho các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể điện cho theo số điện thoại của mình nha. Đây các bạn thấy không? Một chiếc, một cái sản phẩm rất chi là tuyệt vời luôn. Cực kỳ tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo để mình giới thiệu những cái sản phẩm tiếp theo các bạn nhé. Các bạn thấy những cái sản phẩm này hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình hoặc chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Xin chào tất cả các bạn nha.